Chào anh em, ở những clip trước thì tôi đã giới thiệu cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS, tin nhắn tổng đài, tin nhắn Kakao, Messenger trên Facebook. Ở clip này tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo. Thì cái phần mềm này phù hợp cho anh em chơi lô đề hoặc anh em chơi cá độ bóng đá hoặc mục đích chỉnh sửa cái nội dung tin nhắn. Thì sau đây tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo. Thì đầu tiên khi test tôi sẽ bật cái đồng hồ chạy rơi này để đảm bảo cho anh em là video không bị cắt ghép, không bị chỉnh sửa. Thì sau đây tôi sẽ vào Zalo. Đấy, tôi sẽ nhắn một nội dung tin nhắn, ví dụ anh em chơi lô đề thì tôi sẽ nhắn là lô 223344 nhân 1.000 điểm. 1.000 điểm anh em nhé. Đấy, tôi ghi là đề ví dụ như anh em đánh 223344 sẽ đánh 5 năm thì tôi sẽ dùng những con số liền nhau như này. Một lát nữa tôi chỉnh sửa anh em thấy cái sự thay đổi của nó anh em nhé. Đề là 5 năm này. Đấy, nhân cho 5 triệu đi anh em nhé. Đấy, hoặc là anh em đánh rất nhiều những con số, chẳng hạn anh em muốn đánh bao con số cũng được, anh em chỉ sửa một hai con trong đó thôi. Đấy là tùy anh em nhé. Bây giờ tôi sẽ gửi sang máy của chủ lô này. Đấy, bắt đầu gửi này. Đấy, máy chủ lô đã nhận được tin nhắn anh em nhé, đã là nhận được tin nhắn này. Đấy, đấy anh em này. Đấy, lô 2233. Anh em chú ý nha, vào lúc 14:39 anh em nhé. 14:39 thì thông thường chủ lô anh em nhé, họ sẽ copy lại này. Đấy, copy này và dán lại cho mình này và đệm thêm chữ là ok anh em nhé. Tất cả các chủ lô họ sẽ copy lại và ok. Đấy, họ sẽ gửi sang cho mình này anh em chú ý hai máy này. Họ sẽ bắt đầu gửi sang cho mình này anh em nhé. Đây, tôi sẽ cho anh em xem cái nội dung ở trước khi chưa chỉnh sửa này. Đấy, lô 223344 họ copy lại cho mình. Đấy, lúc là 14:40 anh em nhé. Đấy anh em này. Đấy, cho anh em xem này, xem kỹ này trước khi chỉnh sửa này. Quan trọng là thời gian anh em nhé, anh em chú đi, tôi mốc thời gian này 14:39 này. Đấy, ok lại 14:40 này. Đấy, anh em nhé, thì tôi sẽ để đây là 1-2 phút sau. Đấy, tôi sẽ chỉnh sửa để cho anh em thấy cái sự hiệu quả của cái phần mềm này với anh em chơi lô đề. Thì anh em chơi lô đề, anh em sử dụng cái phần mềm này thì đảm bảo cho anh em là anh em sẽ thắng tuyệt đối với anh em tạo được sân chơi. Đấy, thì chúng tôi sẽ cung cấp cho anh em tất cả những phần mềm, ví dụ như anh em cần phần mềm hack game, ví dụ anh em chơi bầu cua. Đấy, chúng tôi sẽ có những cái bản hack biết trước hoặc là khiển tất cả những cái ứng dụng phần mềm. Đấy, chúng tôi có thể là hack được cho anh em. Anh em nhé, anh em có nhu cầu phần mềm nào thì anh em cứ alo. Đấy, chúng tôi sẽ tư vấn cho anh em. Với những phần mềm Zalo này thì chúng tôi sẽ cài đặt cho anh em từ xa anh em nhé. Với anh em ở bên nước ngoài anh em không về được. Đấy, thì chúng tôi sẽ có những nhân viên kỹ thuật cao cấp nhất. Đấy, xâm nhập vào máy của anh em, cài đặt cho anh em. Đấy, với anh em ở trong nước anh em có thể lên được thì anh em lên trực tiếp. Đấy, cài phần mềm và test phần mềm. Đấy, anh em nào mà không đến được thì chúng tôi sẽ cài từ xa cho anh em nhé. Đấy, bây giờ là 3:56 thì tôi sẽ để là 4:30 anh em nhé. Đấy, 4:30 để thời gian sẽ trôi qua 2-3 phút. Đấy, tôi sẽ chỉnh sửa để cho anh em thấy cái độ hiệu quả của phần mềm này như nào anh em nhé. Thì anh em xem kênh, anh em nhớ đăng ký kênh, bấm chuông, bấm like để
Để những clip sau tôi sẽ hướng dẫn cho anh em những cái phần mềm khác, thì anh em sẽ là người biết trước những cái phần mềm mới của chúng tôi. Anh em bấm chuông bấm like anh em nhé. Đấy, 4:36:38 rồi anh em nhé, đã qua 1-2 phút rồi thì tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa. Khi tôi chỉnh sửa là anh em chú ý bên máy chủ lô này, đấy, nó sẽ không sáng đèn anh em nhé, vì cái lý do bảo mật đấy, thì nên là tôi không cho anh em xem phần mềm. Anh em nào muốn xem phần mềm thì anh em kết bạn 0916514 để anh em xem phần mềm anh em nhé. Đấy, bây giờ tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa này. Đấy, anh em chú ý máy chủ lô anh em nhé. Đấy, bắt tôi chỉnh sửa này. Đấy, ok, tôi đã chỉnh sửa xong. Quan trọng là cái máy của chủ lô anh em nhé. Đấy, tôi sẽ bật máy của chủ lô ra. Đấy. Đấy, anh em này. Ok này, tôi sẽ bật máy của tôi này. Tôi sẽ so sánh cho anh em xem. Đây anh em này. Người ấy này, đấy, nick Zalo này. Thời gian anh em nhé. 14:60. 14:40 này. Gửi đi là 14:39 này anh em này. Đấy. Lô 112233 đã chuyển thành 67689 đề 55. Đấy, đã chuyển thành 70 anh em nhé. Đấy, quan trọng là mốc thời gian và con số đã được chỉnh sửa. Đấy anh em nhé. Tôi sẽ để gần lại cho anh em xem này. Thì anh em tua lại cái lúc mà chưa chỉnh sửa để tôi đã cho anh em xem cái lúc chưa chỉnh sửa anh em nhé. Thì anh em tua lại khúc đấy để anh em so sánh trước và sau khi chỉnh sửa đấy, và nick Zalo và thời gian khi chỉnh sửa nó trùng khớp với nhau không anh em nhé, và con số có được thay đổi không. Thì anh em tua lại khúc lúc ban đầu đấy, chưa chỉnh sửa anh em nhé. Thì vừa rồi tôi đã giới thiệu cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo. Anh em có yêu cầu anh em kết bạn Zalo 0916514 để được tư vấn hỗ trợ cho anh em. Với khu vực ở miền Nam, anh em qua bến xe miền Đông, anh em vào cơ sở, anh em cài đặt phần mềm. Khu vực miền Bắc, anh em qua bến xe Giáp Bát, bến xe Mỹ Đình, anh em nhé. Anh em vào cơ sở, anh em test trực tiếp phần mềm. Thì cảm ơn anh em đã xem clip.